Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nhé, Mobile Game TV. Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt tính năng siêu hình nền trên điện thoại Android và đặc biệt là trên máy của Xiaomi nhé, mới có nha các bạn nhé. Tính năng này rất là hay và rất là đẹp trên điện thoại của chúng ta khi nó đã được kích hoạt nhé. Cái tính năng này có trên những chiếc điện thoại Xiaomi sử dụng màn hình AMOLED nhé các bạn nhé. Để kích hoạt được tính năng này thì các bạn làm các bước sau đây. Đầu tiên các bạn vào cho mình đó là cài đặt nhé. Tại phần cài đặt này các bạn kéo xuống cho mình đó là Always On Display và màn hình khóa nhé. Rồi tại đây các bạn bật Always On Display lên, các bạn bật nó lên nhé. Rồi các bạn quay trở về. Tiếp theo đó các bạn tìm đến cái mục chủ đề đây, hoặc là các bạn vào trong phần cài đặt, các bạn kéo đến chủ đề đây, sau đó các bạn chọn cho mình cái hình người ở góc bên phải dưới cùng này. Các bạn chọn cho mình hình nền nhé. Tại hình nền này thì các bạn bấm vào siêu hình nền. Ở đây có rất nhiều nhé, có 5 cái loại siêu hình nền khác nhau. Bây giờ mình sẽ bấm vào một cái để sử dụng nhé. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, mình sẽ áp dụng. Đây, áp dụng này, áp dụng thành công nhé. Bây giờ mình sẽ ao ra và xem thử nhé. Đó các bạn thấy không? Khi chúng ta lướt màn hình là cái hình ở trong nó cũng di chuyển theo nhé. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn các kích hoạt tính năng siêu hình nền trên điện thoại của Xiaomi nhé các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé.